ông đã về. Mời ông nghỉ. Bà, em làm gì trong phòng ta vậy dậu? Em thay thế chỗ ta phải không? Dạ. Bà nói gì kỳ vậy bà? Nếu như ta không tận mắt nhìn thấy thì ta sẽ không bao giờ tin những gì người ta nói là sự thật. Sao em dám làm chuyện tồi tệ sau lưng ta vậy hả dậu? Em có biết là làm như vậy là ta đau lòng lắm không? Bà ơi, cái đêm mà bà đi á, ông say rượu rồi vô đây lúc mà em đang dọn dẹp á, lúc đó thì em nói như vậy tức là mọi thứ đều do ông đúng không? Em không hề biết trước đúng không? Có phải là từ lúc xin bộ đồ này của ta, em đã bày mưu tính kế rồi phải không dậu? Em đã dùng việc này để trả ơn ta sao? Sao con người em quả thật đáng sợ. Bà ơi, em đáng đời. Mày chờ một chút nữa đi, thế nào cũng có người tới đổ thêm dầu vào lửa hả? Dạ. Còn già mồm hả? Có người bà ơi. Bà ơi, có người. Đi. Bà ơi. Ý mồm. Có chuyện gì mà ồn ào vậy mấy em? Sẵn có chị cả với chị hai ở đây, em muốn nhờ hai chị phán xử. Theo mấy chị thì kẻ ăn người ở trong nhà mà bày mưu quyến rũ ông chủ thì phạt như thế nào cho đúng đây chị? Trời đất ơi, cái con dậu. Xem trọn bộ trên ứng dụng THVLI